Mặc dù những chiếc đồng hồ ngày càng chính xác hơn, nhưng có lẽ không thể phủ nhận được hiện tượng sai số trên đồng hồ vẫn là khó có thể tránh khỏi. Vậy sai số trên đồng hồ cơ và đồng hồ watch có gì khác nhau và cách khắc phục chúng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay. Đồng hồ watch là loại đồng hồ sử dụng dao động và tinh thể thạch anh trong điện trường để đếm thời gian. Nguồn năng lượng để cung cấp cho điện trường đó đến từ pin của đồng hồ. Chính vì thế, đồng hồ watch còn được gọi là đồng hồ pin hay là đồng hồ thạch anh. Có rất nhiều các nhà máy sản xuất những cỗ máy đồng hồ watch, nhưng chủ yếu trên thị trường hiện nay có nhà máy của Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức và Trung Quốc. Các loại máy của Thụy Sĩ, Nhật Bản và Đức là loại siêu cao tần, có độ sai số khoảng 0,001 giây cho đến 0,002 giây trên một ngày, tương đương với 0,03 giây đến 0,06 giây trên một tháng. Điều đó có nghĩa là độ sai số của loại đồng hồ sử dụng có loại máy watch này là không đáng kể. Nằm trong tầm giá trung cấp đến bình dân, sai số của một cỗ máy từ các nước trên là khoảng 0,5 giây cho đến 1 giây trên một ngày, tương đương khoảng từ 15 giây cho đến 30 giây trên một tháng. Đối với máy đồng hồ Trung Quốc, độ sai số là khoảng 1 cho đến 1,5 giây trên một ngày, tương ứng với 30 giây cho đến 45 giây trên một tháng. Các cỗ máy đồng hồ không chính hãng thường có sai số có thể lên đến 45 giây cho đến 60 giây trên một tháng. Nếu theo dõi đồng hồ và nhận thấy rằng chúng đang chạy sai số hơn so với mức cho phép, thì bạn có thể tìm hiểu một số nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là đồng hồ hết pin, không đủ năng lượng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến cho đồng hồ thạch anh chạy sai giờ. Thứ hai là do va đập. Việc va đập mạnh hoặc làm rơi từ độ cao nhất định có thể khiến các chi tiết trong máy không nằm đúng vị trí của nó, dẫn đến đồng hồ watch của bạn hoạt động không bình thường và sai lệch giờ. Thứ ba là đồng hồ bị vào nước. Nước được coi là kẻ thù số 1 của những cỗ máy đồng hồ. Hơi nước có thể làm hỏng các bo mạch bên trong đồng hồ watch và gây ra hiện tượng sai số. Để khắc phục được tình trạng trên, hãy chắc chắn rằng mình sử dụng đồng hồ với đúng các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất đã đưa ra, như là độ chứa nước, khả năng kháng từ hay là khả năng chống sốc. Và bạn cũng đừng quên bảo dưỡng đồng hồ đúng thời gian. Bạn nên sử dụng và bảo quản đồng hồ một cách cẩn thận, tháo bỏ trước khi chơi các môn thể thao có tính chất vận động mạnh, để phòng trường hợp đồng hồ có thể bị va đập hoặc đứt dây làm rơi đồng hồ. Không nên đeo đồng hồ khi xông hơi, tắm nước nóng, tránh cho việc tiếp xúc với các loại hóa chất như axit, chất tẩy rửa có độ ăn mòn cao. Nếu như tình trạng sai số vẫn còn diễn ra thì cách tốt nhất là hãy mang chiếc đồng hồ của mình đến các trung tâm bảo hành chính hãng hay các địa chỉ sửa chữa uy tín để được kiểm tra. Đồng hồ cơ mang trong mình cỗ máy được chế tác tinh xảo, phức tạp với nhiều chi tiết tỉ mỉ. Tuy nhiên độ chính xác mà nó mang lại quả thực đi ngược lại với vẻ đẹp bề ngoài, trừ cỗ máy tourbillon. Mức sai số cho phép của đồng hồ cơ tiêu chuẩn quốc tế thường là không vượt quá 15 cho đến 20 giây một ngày. Các dòng máy cơ tiêu chuẩn của Thụy Sĩ, Đức hay Nhật Bản, loại cao cấp, có sai số khoảng từ 5 cho đến 10 giây một ngày. Các cỗ máy được cấp chứng chỉ COSC sẽ có mức sai số thấp hơn, từ 4 cho đến 6 giây một ngày. Còn đối với các loại đồng hồ bình dân thì mức sai số phổ biến sẽ là từ 12 cho đến 20 giây một ngày. Các dòng máy cơ tiêu chuẩn của Trung Quốc sẽ có mức sai số là khoảng 20 cho đến 30 giây một ngày. Nguyên nhân dẫn đến sai số trên đồng hồ cơ thường là do ma sát giữa các chi tiết máy, sự co giãn vì nhiệt của các chi tiết kim loại, ảnh hưởng của trọng lực đến các linh kiện bên trong. Bên cạnh các nguyên nhân khách quan cũng không thể bỏ qua những nguyên nhân chủ quan đến từ phía người dùng, như đeo đồng hồ không phải là chuyên dụng khi tham gia các môn thể thao vận động mạnh, đồng hồ bị va đập mạnh trong quá trình sử dụng, hay là sử dụng sai thông số của đồng hồ khiến cho đồng hồ bị vào nước. Một nguyên nhân khác phải nói đến khiến cho đồng hồ cơ bị sai số chính là lý do khô dầu. Bộ máy của đồng hồ cơ hoạt động dựa trên chuyển động cơ học phức tạp và ma sát luôn diễn ra trong quá trình này. Các linh kiện vì vậy cần phải được bảo dưỡng và lau dầu định kỳ để hoạt động trơn tru. Cách khắc phục đầu tiên phải nói đến là sử dụng đồng hồ với các thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã đưa ra và đừng quên lau dầu bảo dưỡng đúng thời gian. Các thông tin và hướng dẫn sử dụng các bạn có thể tìm hiểu trên website đồnghoduyen.com hoặc liên hệ trực tiếp với fanpage Facebook của Đồng Hồ Duy Anh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Duy Anh Watch, đại lý ủy quyền chính thức các thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới. Truy cập đồnghoduyen.com để biết thêm chi tiết.